Thưa quý vị và các bạn, ông Dương Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã tiếp Tổng giám mục Margaret Zaleski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, đến thăm Tỉnh ủy Bình Thuận. Tiếp đoàn còn có ông Đặng Hồng Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Trong không khí nồng ấm chân tình, Tổng giám mục Margaret Zaleski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo tình cảm của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Tổng giám mục Margaret Zaleski khẳng định, Đức Giáo Hoàng luôn trân trọng mối quan hệ Việt Nam, Tòa Thánh Vatican ngày càng phát triển, tạo điều kiện để cộng đồng Công giáo Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng đối với tình hữu nghị tốt đẹp giữa giáo hội với chính quyền địa phương. Tổng giám mục Margaret Zaleski cũng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở công giáo không ngừng phát triển và hoạt động ổn định, điển hình như việc quan tâm hỗ trợ để xây dựng Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao, khang trang sạch đẹp, trở thành điểm hành hương lớn nhất của giáo phận Phan Thiết. Bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Tổng giám mục Margaret Zaleski đến thăm tỉnh Bình Thuận. Ông Dương Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cũng đã giới thiệu về tiềm năng phát triển của tỉnh, như về lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và nguồn nhân lực dồi dào, sự đoàn kết rất lớn trong nhân dân, đặc biệt là đồng bào theo các tôn giáo khác nhau nhưng chung sức đồng lòng vì sự phát triển chung của tỉnh, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân, quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. Những thành tựu của tỉnh có sự đóng góp rất quan trọng của các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo đã tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế an sinh xã hội, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Tỉnh cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở Công giáo hoạt động tại địa phương, trong đó điển hình là việc đầu tư mở rộng Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao, xây dựng nhà hưu dưỡng linh mục. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cũng đã gửi lời chúc mừng Đức Giáo Hoàng nhân dịp kỷ niệm 10 năm nhậm chức và chúc Tổng giám mục Margaret Zaleski đạt được những kết quả tốt đẹp trong chuyến công tác tại Bình Thuận, là cầu nối tăng cường mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn.